Cuộc xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ mất kiểm soát khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị tấn công. Thành phố Sevastopol trúng tên lửa mang đạn chùm và Nga phản công quyết liệt bằng những đòn không kích tầm xa. Hôm 29 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ chiếm được ngôi làng Sumy nằm về phía đông thị trấn Toretsk ở tỉnh Donetsk. Từ năm 2014, quân đội Ukraine đã xây dựng thị trấn này thành một cứ điểm mạnh. Chiến tuyến ở khu vực này vẫn tương đối ổn định từ khi nổ ra xung đột Ukraine cho tới tuần này, khi quân đội Nga bắt đầu tiến về phía tây hướng tới Toretsk. Thị trấn nằm ở khoảng giữa hai khu vực khác trong Donetsk, nơi quân Nga đang nỗ lực tiến lên trong vài tháng qua. Đó là thị trấn Adiivka nằm về phía nam và thị trấn Chasovia nằm về phía bắc. Chasovia vẫn là một trong các điểm nóng nhất dọc chiến tuyến hai bên. Khu vực này đã trở thành một trung tâm hậu cần lớn và thành trì được bảo vệ chặt chẽ của quân đội Ukraine. Trong vài ngày qua, không có thay đổi lớn nào đối với tiền tuyến gần thị trấn Chasovia. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chiếm được làng Radolovka nằm về phía đông bắc của thị trấn này và về phía bắc của một cứ điểm khác ở vùng Donbass, đó là Bakhmut. Ngày 23 tháng 6, Ukraine tấn công Sevastopol, cảng hải quân quan trọng nhất trên bán đảo Crimea, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của bán đảo này. Khi ấy, Ukraine dùng 5 quả tên lửa Atak do Mỹ cung cấp và có gắn đầu đạn chùm, theo Bộ Quốc phòng Nga. 4 quả tên lửa bị phá hủy trên không, nhưng quả thứ 5 đi chệch quỹ đạo sau khi bị hư hại một phần do hỏa lực phòng không của Nga và phát nổ phía trên thành phố Sevastopol, làm chết ít nhất 4 dân thường và làm bị thương hơn 150 người khác. Vụ việc đã khiến Moscow phải triệu đại sứ Mỹ tại Nga Tracy tới để phản đối. Hôm 28 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov nói rằng ông đã ra lệnh cho quân đội Nga xây dựng kế hoạch phản ứng lại tình trạng có số lượng ngày càng gia tăng UAV chiến lược của Mỹ bay qua Biển Đen. Theo vị bộ trưởng, các UAV này thực hiện trinh sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho vũ khí của Ukraine thực hiện tấn công Nga. Ông Belousov cảnh báo các hành động trên làm tăng nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và máy bay NATO và tuyên bố NATO sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra va chạm trên không. Quan chức làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cho hay, vào ngày 26 tháng 6, quân đội Ukraine đã pháo kích một trạm theo dõi bức xạ gần nhà máy này. Trạm theo dõi nằm ở Velikaya Znamenka, một ngôi làng nằm cách nhà máy hạt nhân khoảng 15 km về phía tây. Trạm đã bị hỏa lực pháo binh Ukraine phá hủy hoàn toàn, là một phần trong mạng lưới cảm biến dùng để theo dõi bất cứ vụ rò rỉ phóng xạ tiềm tàng nào. Trước đó, giới chức địa phương cho biết hai trạm biến áp của nhà máy cũng đã bị hư hại do các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia kể từ những tuần lễ đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kiev cho rằng nhà máy này bị chiếm trái phép. Họ cũng tố Moscow sử dụng nó cho mục đích quân sự. Moscow đã liên tục bác bỏ cáo buộc đó. Những đợt không kích tầm xa do Nga tiến hành tiếp tục diễn ra trong tuần qua. Moscow đã đưa các sân bay Ukraine vào danh sách mục tiêu thường trực. Kiev chuẩn bị những sân bay này để đón các máy bay tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp. Ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đã tiến hành tấn công tập thể trong đêm, sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ máy bay và từ tàu chiến, cũng như sử dụng UAV để đánh vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như các nhà kho chứa đạn dược và tên lửa mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ này khẳng định tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng. Ngày hôm sau, Nga tiến hành oanh tạc tương tự, lần này nhằm vào một điểm huấn luyện bay và kỹ thuật của không quân Ukraine. Hôm 24 tháng 6, sau khi Sevastopol bị Ukraine tấn công, quân đội Nga cho hay họ đã tấn công một trung tâm hậu cần lớn của lực lượng vũ trang Ukraine được sử dụng để lưu trữ và phân phối vũ khí, bao gồm tên lửa do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Vào giữa tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành loạt tấn công vào các sân bay Ukraine. Bộ này cho biết họ đã huy động cả tên lửa siêu vượt âm Kinzo cho các cuộc tấn công này. Bom lượn FAB-3000 tiếp tục trở thành vũ khí đáng sợ giúp lực lượng Nga phá hủy nhiều phòng tuyến quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk. Theo đoạn video được binh sĩ Nga đăng tải trên Telegram ngày 30 tháng 6, quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom lượn hạng nặng FAB-3000 tấn công vào phòng tuyến Ukraine.
tại khu định cư New York ở vùng Donetsk. Còn theo RT, bom FAB-3000 đã săn phẳng một sở chỉ huy của Ukraine, làm 60 binh sĩ thiệt mạng, cũng như phá hủy 4 phương tiện cơ giới. Từ đoạn video do UAV ghi lại, tòa nhà được quân đội Ukraine sử dụng là sở chỉ huy ở New York đã biến mất hoàn toàn sau vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga và cả Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Cũng trong ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng Nova Alexandrovka và Sponoel cũng tại Donetsk. Làng Sponoel nằm gần thành trì Chasovia của quân đội Ukraine, cũng như hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk mà lực lượng Nga kiểm soát từ giữa năm 2022. Ngôi làng còn lại nằm ở phía tây bắc làng Ocherentino, do Nga kiểm soát từ tháng 4 năm 2024. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cho biết giao tranh ác liệt diễn ra tại các khu vực gần đó, song không nhắc tới tên hai ngôi làng nói trên. Bom lượn FAB-3000 được không quân Nga triển khai lần đầu ở Ukraine là tại làng Lipsy, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự mới ở vùng Kharkov 2 tuần trước. Các chuyên gia quân sự cho biết bom FAB-3000 có sức công phá đủ mạnh để phá hủy ngay cả những công sự kiên cố nhất và công nghệ mới cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Trong khi đó, giới phân tích phương Tây cũng thừa nhận rằng FAB-3000 và các loại bom lượn trên không nhỏ hơn mà Nga nâng cấp tạo ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Theo Defense News, Nga đã sử dụng hiệu quả các loại vũ khí mới, trong đó có bom lượn để vô hiệu hóa phòng tuyến của Ukraine. Hiện tại, Ukraine có rất ít khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định ở Donbass nói chung và Donetsk nói riêng. Vào đầu tháng 5, Moscow cũng đã phát động chiến dịch mới ở Kharkov. Tổng thống Nga cho biết đây là phản ứng trước việc quân đội Ukraine thường xuyên pháo kích vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga ở các khu vực biên giới, đòi hỏi phải tạo ra một vùng đệm an toàn. Theo Sputnik, ngoài các chuyến hàng gửi tới Ukraine, thì Mỹ còn đang vận chuyển vũ khí quân sự và xe bọc thép tới Ba Lan. Trong đó có 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Tờ Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên lục quân Mỹ Terry Welch cho biết Mỹ chuyển 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và một xe cứu thương bọc thép M88 đến kho lưu trữ ABS ở làng Bowis của Ba Lan. Đến năm 2025, kho lưu trữ ABS-2 dự kiến đi vào hoạt động chính thức và có thể chứa tới 85 xe tăng, 190 xe chiến đấu bọc thép, 35 khẩu pháo. Kho lưu trữ này được cho là có vai trò lớn trong tổ chức tác chiến của NATO. Đại tá lục quân Mỹ, thành viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, ông Ray Wojcik nhấn mạnh, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ thành phần binh sĩ thuộc lữ đoàn thiết giáp của Mỹ có thể được triển khai tới Ba Lan bằng đường hàng không và sẵn sàng chiến đấu trong vài ngày hoặc ít hơn, thay vì phải chờ đợi ít nhất 30 ngày để thiết bị đó đến tàu. Ông Ray Wojcik thông tin thêm, kho ABS-2 là địa điểm duy nhất của lục quân Mỹ ở phía đông Berlin, nên việc điều xe tăng M1 Abrams đến đó nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Nga. Đầu tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo NATO về việc thành lập 3 căn cứ quân sự lớn ở Ba Lan, Slovakia và Romania để chuyển vũ khí cho Ukraine. Cảnh báo của ông Viktor Orbán được đưa ra trong bối cảnh NATO tiến hành quân sự hóa ở châu Âu với lý do chuẩn bị chống lại mối đe dọa đến từ Nga trong tương lai. Kể từ tháng 12 năm 2009, NATO triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington có toàn quyền kiểm soát, vận hành các khí tài hạt nhân mà quốc gia này triển khai ở nước ngoài. Một báo cáo được Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Nghị viện NATO công bố năm 2019 cho thấy, Mỹ đang lưu trữ hơn 150 vũ khí hạt nhân tại các căn cứ ở nước ngoài.